Chào mừng các anh chị đến với video mới nhất của Nu88 Life Park, khám phá thành phần đem đến sự khác biệt. Nếu anh chị luôn tự hỏi điều gì tạo nên sự độc đáo và khác biệt của Life Park, video hôm nay sẽ giúp anh chị tìm thấy câu trả lời. Life Park không chỉ là một viên uống thông thường, đằng sau vẻ đẹp nguy nga, hoàn hảo của nó là những yếu tố độc đáo Nu88 muốn giới thiệu đến anh chị hôm nay. Hãy cùng em Trang khám phá những thành phần nổi bật này và hiểu hơn về sự kỳ diệu mà Life Park mang lại. Đầu tiên, hãy cùng em xem xét nhóm đầu tiên trong thành phần của Life Park, các chất khoáng. Điểm nổi bật nhất ở đây là magie. Magie acid amin chelate và magie oxit chiếm tổng cộng gần 15% thành phần của Life Park. Magie chính là một nguyên tố quan trọng giúp cơ thể chúng ta hoạt động ổn định, từ việc hỗ trợ hệ thần kinh cho đến việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tiếp theo là canxi, gồm canxi carbonate và canxi propionate, chiếm gần 25% trong Life Park. Các anh chị chắc hẳn đã biết, canxi chính là nguyên tố không thể thiếu trong việc xây dựng và bảo vệ hệ xương khớp của chúng ta. Cùng với canxi, Life Park còn có một thành phần đặc biệt là canxi ascorbate, tức là vitamin C. Vitamin C được biết đến như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể chúng ta chống lại các gốc tự do, bảo vệ da và nâng cao hệ miễn dịch. Chúng ta không thể bỏ qua nhóm chiết xuất từ thiên nhiên. Trà xanh, cà chua, cà rốt, quả cọ, rong biển và hạt nho đều góp mặt trong Life Park. Những thành phần này đều chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và vitamin, giúp cơ thể đẩy mạnh quá trình chống lão hóa, tăng cường sức khỏe và sự tươi trẻ. Ngoài ra, Life Park cũng chứa một loạt các vitamin khác như vitamin E, vitamin B6, vitamin B2, vitamin A, vitamin D3 và vitamin K. Những vitamin này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng của các cơ quan trong cơ thể và duy trì sức khỏe toàn diện. Đặc biệt, Life Park còn chứa một số hợp chất bioflavonoids từ citrus, quercetin, acid alpha lipoic, những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác động tiêu cực của môi trường, nâng cao sức đề kháng. Các anh chị cần nhớ rằng Life Park không phải là thuốc, mà là một sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Nó cung cấp cho cơ thể chúng ta những dưỡng chất cần thiết nhất để cơ thể hoạt động một cách tốt nhất. Như mọi sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, các anh chị nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng Life Park. Đặc biệt là nếu anh chị đang mang thai, cho con bú, bị tiểu đường hoặc đang trong quá trình điều trị một bệnh nào đó. Cuối cùng, điều mà Nu88 muốn khẳng định với anh chị là mỗi sản phẩm từ Nu88 đều đi kèm với phiếu công bố chứng nhận chính hãng của Bộ Y tế và của công ty Nuskin. Đây không chỉ là minh chứng cho sự chất lượng, mà còn là cam kết sự minh bạch và trách nhiệm của Nu88 đối với anh chị. Bởi vì, tại Nu88, sự tin cậy của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Nu88 không chỉ là một nơi mua sắm, mà còn là một trải nghiệm độc đáo với 7 cam kết vàng đầy tâm huyết. Khi anh chị đến với Nu88, anh chị không chỉ mua sản phẩm mà còn nhận được những giá trị vô giá khác. 100% sản phẩm đều có phiếu công bố kiểm định của Bộ Y tế. 100% sản phẩm chính hãng từ công ty. Giá sản phẩm cam kết tốt nhất trên thị trường. Cảm ơn các anh chị đã cùng em Trang khám phá về Life Park hôm nay. Hãy nhớ rằng, việc chăm sóc sức khỏe là việc cần làm hàng ngày. Hãy chọn Life Park, một lựa chọn tốt cho sức khỏe của bạn. Hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo. Chào tạm biệt.